Mỗi vùng miền trên đất nước ta lại có bản sắc văn hóa của riêng mình. Trong đó, tiếng địa phương hay còn gọi là phương ngữ là một nét văn hóa quý báu cần được bảo tồn và gìn giữ. Trong đó không thể không kể đến tiếng Nghệ với những nét đặc trưng riêng biệt, thể hiện vẻ đẹp về văn hóa con người mảnh đất xứ Nghệ. Và cũng bởi xuất phát từ tình yêu tiếng Nghệ, một chàng trai trẻ đã quyết tâm lập nên các kênh trên nền tảng website và Facebook để lan tỏa những điều thú vị xung quanh tiếng Nghệ. 8 câu nói tiếng Nghệ cơ bản cho người ngoại tỉnh hay 50 câu thả thính bằng tiếng Nghệ An. Rất nhiều nội dung thú vị độc đáo về tiếng Nghệ đã được hai kênh website và fanpage mang tên Nghệ Ngữ của chàng trai Nguyễn Đức Lộc chia sẻ đến với mọi người. Thành lập hai kênh từ năm 2019, Nghệ Ngữ dần trở thành nơi để mọi người cùng nhau chia sẻ những điều thú vị về tiếng Nghệ. Hiện tại thì mình có thêm trang trên Twitter với TikTok, mình cũng đã bắt đầu làm rồi. Hiện tại mình mong muốn là tổ chức một cuộc thi sáng tác thơ tình nghệ cho bà con quê mình, những người nghề xa quê, hoặc họ có thể tham gia trao đổi hoặc là sáng tác nhiều bài thơ nữa. Trong tương lai thì mình muốn là tình nghệ phát triển hơn nữa. Có thể là mình sẽ thông qua cái trang Nghệ Ngữ thì mình có thể giới thiệu thêm về ẩm thực, về danh lam thắng cảnh, về con người xứ Nghệ nói chung. Bên cạnh đó, kênh Nghệ Ngữ còn trở thành nơi kết nối những tác giả viết thơ bằng tiếng Nghệ. Mộc mạc, giản dị, đầy chân tình luôn là điều dễ bắt gặp trong những nội dung được đăng tải trên kênh Nghệ Ngữ của Nguyễn Đức Lộc. Thỉnh thoảng rảnh rồi thì có làm một vài bài thơ, là chủ yếu là để cho mọi người đọc cho vui thôi. Còn nữa là lâm thơ thì nội dung chủ yếu xoay quanh là người nông dân là chính thôi. Trong cuộc sống hàng ngày nếu có xảy ra chuyện gì đó thì tôi là có làm một vài câu thơ. Thì cháu Đức Lộc là viết thơ của tôi ở trên Facebook ấy. Thì cháu có điện thoại và nhắn tin đến và hỏi tình hình các thứ, lời xin phép là được đăng. Có thể nói âm điệu và từ vựng của tiếng Nghệ mang nhiều nét đặc trưng riêng biệt. Cũng bởi vậy, kênh Nghệ Ngữ đã thu hút rất đông các bạn trẻ hào hứng vào tìm hiểu về tiếng Nghệ. Không chỉ về tiếng nói, Nguyễn Đức Lộc còn đăng tải những nội dung về văn hóa, ẩm thực xứ Nghệ. Khi mà mình vừa mới đầu ra Nghệ An á, để mà học tập thì mình gặp cái vấn đề khó khăn nhiều nhất, đó chính là vấn đề giao tiếp. Thì mình cảm thấy là ở Nghệ An thì có nhiều vùng kiểu cái tiếng địa phương của họ thì mình nghe không hiểu, ví dụ mô tê răng rứa. Nhưng mà cũng may với mình á, là mình gặp được cái trang Nghệ Ngữ thì mình biết được, mình hiểu được cái nghĩa những cái từ đó. Đồng thời là bên cạnh đó mình giao tiếp nhiều hơn với các bạn khác. Cho nên là cái khả năng giao tiếp của mình với các bạn nó được cải thiện hơn rất nhiều. Mình thấy tiếng Nghệ ban đầu thì nó mình nghe không hiểu, nhưng mà nghe nhiều cái xong mình cảm thấy nó thật là thú vị á. Xong rồi mình mang những cái từ đó mình đi đố lại với lại mấy cái bạn người miền Nam của mình á, xong nó rất là vui. Chỉ xuất phát từ mục đích duy nhất là lan tỏa tình yêu tiếng Nghệ đến với tất cả mọi người, Nguyễn Đức Lộc cũng như nhiều bạn trẻ khác, vì tình yêu quê hương, họ đang cố gắng lưu giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa xứ Nghệ đến với mọi người.